Hello, xin chào quý anh chị và các bạn nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay lại kênh Ichimoku Trình Phát, cũng như là quay lại video phân tích cổ phiếu tiềm năng đầu năm mới cùng em Thắng nha anh chị. Thì trong cái nội dung video ngày hôm nay thì em cũng sẽ tiếp tục cái chuỗi bài phân tích về các cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành chứng khoán nha anh chị. Thì hôm nay thì em sẽ đi qua về các cái mã cổ phiếu VND, SHS và VCI trong nhóm ngành này. Đó, hôm trước thì em có làm video phân tích về SSI cũng như là FTS, thì nếu mà anh chị nào mình chưa xem thì em sẽ để lại cái đường link ở bên phần mô tả thì anh chị mình có thể là ghé xem qua nha anh chị. Rồi thì video em làm hôm nay thì cũng khá là ngắn thôi, anh chị mình xem thì mình cố gắng mình xem hết video nha anh chị, để mình có những cái góc nhìn khách quan cũng như là chiến lược đầu tư cho các cái mã cổ phiếu chứng khoán trong năm 2024 nha anh chị nhé. Rồi thì trước tiên, trước khi bắt đầu vào video thì anh chị mình có thể là ủng hộ cho anh Thắng một lượt like, một lượt tim cũng như là một lượt đăng ký kênh, để kênh có thể là ngày càng lan tỏa cũng như là tăng cái độ tương tác đến quý anh chị nhà đầu tư mình hơn nữa nha anh chị. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì để không mất thời gian của anh chị nữa thì em sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay nha anh chị. Rồi, thì đầu tiên em sẽ cùng với anh chị đi qua so sánh ba cái mã cổ phiếu này, đó là VND, SHS và VCI với cái mã cổ phiếu leader của nhóm ngành chứng khoán, đó là VSI nha anh chị, để anh chị mình xem cái vận động của các cái mã cổ phiếu này so với mã cổ phiếu leader của nó như thế nào, và liệu rằng trong năm 2024 các cái mã cổ phiếu này nó có dư địa tăng và nó tăng tới đâu nha anh chị nhé. Rồi thì đầu tiên ở đây, ở bên dưới anh chị em để là biểu đồ của VSI nha anh chị, mã cổ phiếu leader của nhóm ngành chứng khoán, và bên trên là mã cổ phiếu SHS. Thì rõ ràng anh chị mình thấy rất là rõ luôn là bên trên SHS nó đang tạo một cái vùng nền nha anh chị, hiện tại nó mới có một cái vùng nền thôi, tất nhiên thì nó đang tiệm cận tới cái vùng đỉnh rồi, nhưng ở đây anh chị mình thấy là dư địa tăng của nó vẫn còn. Tại sao em lại nói là dư địa tăng của nó vẫn còn? Bởi vì anh chị mình nếu so sánh với BSI thì rõ ràng anh chị mình thấy là BSI cũng đang tạo một cái vùng nền nha anh chị, đây là em gọi là nền một nha anh chị nhé, và sau đó bắt đầu nó break nền, nó đi lên vượt đỉnh và nó tạo một cái nền hai hiện tại đang tích lũy ở trên này nha anh chị nhé. Đó, và nhịp sau nếu như mà BSI tăng lên nha thì nhịp sau VSI nó có những cái nhịp mà nó vượt nền đi lên, thì rõ ràng các cái mã cổ phiếu này nó cũng sẽ vượt đỉnh và bắt đầu tạo những cái vùng nền thứ hai. Đó thì anh chị mình hình dung rõ ràng là có một nhóm ngành, anh chị không thể nào một mã cổ phiếu nó kéo cái nhóm ngành nó đi lên được nha chị nhá. Đó cho nên là trong một cái nhóm ngành phải có một mã cổ phiếu leader kéo trước, rồi sau đó cái mã cổ phiếu leader này nó sẽ có những nhịp nó tích lũy, nó đi chậm lại để nó đợi các cái mã cổ phiếu phía sau đi lên, ví dụ như là VND, SHS hay là VCI, hay là thậm chí là SSI hay là FTS. Đó thì những cái mã cổ phiếu này bắt đầu nó sẽ rụt rịch, nó đi sell sau nha anh chị. Trước tiên là BSI nó đã chạy rồi thì chúng ta cứ lấy BSI chúng ta làm chủ nha anh chị, thì dư địa tăng của nó anh chị mình thấy là hiện tại nó mới có một nền anh chị. Đó, trước mắt là nó sẽ cần vượt đỉnh đi lên là anh chị mình đã có một khoản lợi nhuận rồi, sau đó tạo một cái vùng nền thứ hai và tiếp tục break đi lên, tại vì bản chất BSI trước sau gì nó cũng sẽ break cái nền này nó đi lên nha anh chị. Nhịp sau thì anh chị mình thấy là năm 2024 nhóm chứng khoán là nhóm kỳ vọng, nhưng ở những nhịp trước anh chị mình thấy là nhóm các cái mã cổ phiếu này nó chưa hề chạy nước rút nha anh chị, nó chưa có chạy nước rút nha chị nhá, nó chưa có những nhịp chạy nước rút, có nghĩa là cái dư địa tăng của nó vẫn còn. Cộng với cái câu chuyện đó là hiện tại anh chị mình thấy là đa số các cái công ty chứng khoán đã bắt đầu đưa ra những cái chiến lược phát hành thêm cũng như là tăng vốn để đáp ứng cái nhu cầu của nhà đầu tư trong năm 2024, thì rõ ràng họ phải thấy được những cái tiềm năng tăng trưởng của thị trường thì lúc đó họ mới đưa ra cái game tăng vốn anh chị, chứ không nếu mà họ đưa ra như vậy thì chả ai mua nha chị nhá, họ không được lợi gì cả nha chị. Cho nên là em nghĩ là đa số các công ty chứng khoán bây giờ họ đã bắt đầu đưa ra những cái game tăng vốn, thì câu chuyện của nhóm chứng khoán cũng như là tiềm năng tăng trưởng của nhóm chứng khoán rất là lớn cho năm 2024 nha anh chị nhé. Đó, và nhìn về mặt phân tích kỹ thuật so với cái mã cổ phiếu leader thì anh chị mình hoàn toàn có thể thấy là nó còn tăng trưởng nữa anh chị, nó còn tốc độ tăng trưởng nữa chứ chưa hết nha anh chị nhé, mới có tạo một nền đó. Và nếu mà anh chị nhìn vào VND anh chị mình cũng thấy là như vậy nha anh chị nhé, nó chỉ mới có tạo một nền thôi đó, và thậm chí là nó còn cách khá là xa so với cái vùng đỉnh cũ nữa đó, thì kiểu gì nó cũng sẽ vượt đỉnh cũ đi lên, sau nó bắt đầu tạo nền hai giống như VSI nha anh chị. Rồi VCI cũng như vậy anh chị, đây VCI cũng như vậy đó, VCI cũng mới có tạo nên một cái vùng nền thôi nha anh chị nhé, cái nhịp này là cái nhịp rũ bỏ anh chị đó, và nó mới tạo một cái vùng nền quanh đây thôi anh chị. Đó thì rõ ràng anh chị mình thấy là các cái mã cổ phiếu chứng khoán mà em đi qua đều còn dư địa tăng hết nha anh chị. Tất nhiên thì nhịp mà rồi đúng không, nhịp cuối năm 2023 thì đại đa số anh chị mình cầm các cái mã cổ phiếu chứng khoán anh chị mình hơi chán nha anh chị, anh chị mình cầm là cứ thấy nó tích lũy thôi anh chị. Đó, em vẽ như cái hình nền, vẽ một cái vùng nền như thế này thì anh chị mình thấy rất là rõ đúng không anh chị, nó cứ tích lũy đi ngang, thành ra là anh chị mình chán, bởi vì nó không có lợi nhuận, nó cũng không lên bao nhiêu hết để cho anh chị mình chốt lời ngắn hạn nha. Còn những anh chị nào mình cầm tiền thì mặc dù là biết nhóm này nó tiềm năng nha chị, biết nhóm này nó tiềm năng đó, có khả năng tăng trưởng tốt trong năm sau đó, tuy nhiên nó không giảm về để anh chị mua, cái biên dao động của nó quá là thấp, thành ra là anh chị mình không mua được nha chị nhé. Tuy nhiên thì lát nữa em sẽ đi qua về góc nhìn về phân tích kỹ thuật Ichimoku thì anh chị mình thấy là hiện tại các cái mã cổ phiếu này nó vẫn còn có điểm mua nha chị, chứ không phải là không. Tất nhiên các cái điểm mua của nó thì anh chị mình phải sử dụng những cái chiến lược nó khắc khe hơn một chút nha chị, thì anh chị mình mua nó mới có thể là có lợi nhuận được nha, chứ không phải là anh chị mình mua theo kiểu đó là mình mua theo cảm tính nha chị nhé. Tại vì bản chất các cái mã cổ phiếu chứng khoán nó hơi khó để cho anh chị mua, tại vì cái biên dao động nó không nhiều anh chị, cho nên nó không rơi về các cái điểm mua cho anh chị nha chị nhé. Cho nên là em nghĩ là điểm mua thì vẫn còn
nha chị. Tuy nhiên anh chị mình cứ tuân thủ đúng nguyên tắc thì em nghĩ là anh chị mình có thể là mua được các cái mã cổ phiếu này chứ không phải là không nha chị nhá. Rồi đó thì chốt lại là anh chị mình thấy là các cái mã cổ phiếu chứng khoán nó vẫn còn tiềm năng tăng trưởng rất là tốt cho năm sau nha anh chị. Rồi thì ở đây tiếp theo thì em sẽ đi qua về góc nhìn phân tích kỹ thuật Ichimoku để cho anh chị mình có những cái điểm mua điểm bán đó. Rồi đầu tiên thì em sẽ đi qua về mã cổ phiếu đầu tiên đó là VND. Thì với VND thì anh chị mình thấy là trong trung hạn á chị, nó đang có một cái vùng cản loanh quanh khoảng là 22.7 nha chị. Tất nhiên thì nhịp trước em có chia sẻ rồi, các cái mã cổ phiếu chứng khoán á chị nó không có rơi sâu được đó, nó rơi xuống sâu đó là cơ hội để cho anh chị mình gom thôi chứ nó không rơi sâu được. Chỉ có điều là nó hơi đang tích lũy nha chị, nó đang kẹp bởi cái vùng cản bên trên cho nên là anh chị cầm thì hơi chán thôi. Tuy nhiên thì nếu mà anh chị nào có học Ichimoku á, thì rõ ràng anh chị mình nhìn vào đây thì rõ ràng trong xu hướng trung hạn cái cản quanh khoảng là 22.7 không phải là một cái cản mạnh của VND nha anh chị nhé, không phải là một cái vùng cản mạnh, có nghĩa là nhịp tới nó có thể break qua cái vùng cản này một cách dễ dàng và nó hướng lên các cái vùng target cao bên trên. Trước mắt có thể là cái vùng khoảng là 25 chấm 6, 26 và xa hơn có thể là cái vùng bên trên anh chị 36, 37 ở bên trên. Cái này là em nói trong xu hướng chung và dài hạn nha anh chị nhé. Em nhìn qua BSI để em nói nha chị nhá. BSI thì rõ ràng nó đã vượt các cái vùng đỉnh cũ trong trung hạn rồi, thì rõ ràng các cái mã cổ phiếu phía sau nếu mà nhóm chứng khoán tăng trưởng thì chắc chắn các cái mã cổ phiếu này nó cũng phải vượt đỉnh đi theo nha chị nhá. Rồi về mặt ngắn hạn thì rõ ràng anh chị mình thấy là VND hiện tại nó đang tích lũy bao quanh một cái vùng đề này nha chị. Một số anh chị mình cầm cổ phiếu thì hơi chán, tuy nhiên ở đây thì em có một lời khuyên đó là anh chị mình cố gắng mình nắm giữ nha chị, tại vì bản chất những nhà đầu tư khác họ đang rất là muốn mua các cái mã cổ phiếu này cho nên anh chị mình có hàng là một cái lợi thế rồi, chỉ đợi điểm gia tăng thôi chị, chỉ chịu khó mình cầm thôi. Thì em tin là trong thời gian tới nó sẽ có những cái khoản lợi nhuận xứng đáng cho anh chị nha anh chị nhé. Rồi thì với cái mã cổ phiếu VND này thì dành cho những anh chị nào mình đang cầm cổ phiếu thì có thể là mở mua gia tăng nếu như mà cổ phiếu này nó vượt được cái vùng 22.3 với cái volume là cao hơn mức trung bình 20 phiên nha anh chị, thì lúc đó là anh chị mình có thể là mở mua gia tăng quanh cái vùng khoảng là 22.3 nha anh chị nhé. Rồi để nó hướng lên các cái target bên trên ví dụ như là 23, 24 hoặc xa hơn có thể là 25, 26 ở bên trên nha anh chị. Còn về phía những anh chị nào mình muốn mua mã cổ phiếu này thì có thể là mình chia ra mình mua nha anh chị, chia ra mình mua. Với VND thì anh chị mình chia ra ở quanh cái vùng khoảng là 21.5 cho tới 21.8 là anh chị chia ra mình gom một cục. Và nếu như nó giảm về vùng 21 đó là cái vùng còn mạnh của anh chị, tại bản chất nó về đây là về vùng hỗ trợ cứng rồi anh chị, nó không giảm sâu được nha anh chị nhé. Chỉ sợ là nó không giảm về đây thôi, nếu như mà nó giảm về đây thì đó là cơ hội rất tốt để cho anh chị mình mua nha anh chị nhé. Thì với VND anh chị mình cứ chia vốn ra mình mua như vậy, kể cả những anh chị mình đang cầm cổ phiếu cũng vậy nha anh chị. Nếu nó giảm về các cái vùng này thì anh chị mình cứ thoải mái mình chia vốn ra mình gom dần nha chị đó. Các cái mã cổ phiếu chứng khoán nó rất là khó mua cho nên thành ra là chị mình nên sử dụng cái chiến lược đó là mình mua gom dần nha chị. Ví dụ như VND nó về khoảng là 21.5 cho tới 21.8 anh chị gom một cục, và nếu nó về 21 anh chị mình gom thêm một cục nữa nha chị, tránh cái trường hợp là anh chị mình căng keo quá mình đợi nó về tới 21 anh chị mình mới mua thì đôi khi nó không về là anh chị mình mất hàng nha chị nhé. Đó nó về các cái vùng đó anh chị mình mua, nếu mà nó về vùng này nếu mà anh chị nào mình kịp hàng thì em nghĩ là cũng cái vùng rất là tốt để cho anh chị mình có thể là mình mua lướt T0 đảo hàng hè giá vốn gì đó cũng được nha chị. Các cái vùng này thì nó là vùng hỗ trợ cứng rồi cho nên là anh chị mình mua thì nó rất là bình thường, khá là ổn, không có vấn đề gì nha chị nhé. Rồi tiếp theo thì em sẽ đi qua về mã cổ phiếu SHS. Thì với cái mã cổ phiếu SHS này thì anh chị mình thấy đúng không, tầm khoảng hơn 2 tuần nó tích lũy trên cái đường Pizun quanh 18 nha chị, nó không rơi xuống để cho anh chị mua nhưng nó cũng không lên để cho anh chị mình bán nha chị nhé. Cho nên thành ra là anh chị mình cầm cổ phiếu này thì cũng hơi chán, tuy nhiên là em nghĩ là cứ cố gắng mình cầm nha chị. Nhịp tới thì SHS anh chị thì cái mốc target của nó có thể lên các cái vùng 19, 20 nha chị nhé. Thì canh lên những cái nhịp này anh chị là mình chốt lời ngắn hạn thì có thể là chốt bớt, chú ý là chốt bớt nha chị, đừng có chốt hết, tại vì nhóm chứng khoán nó rất là tiềm năng trong năm sau, mua đã khó rồi cho nên là có hàng anh chị nào mình chốt lại ngắn hạn thì có thể canh 19, 20 anh chị mình chốt nhưng đừng chốt hết nha chị nhé. Còn những anh chị nào mình đang muốn mua mã cổ phiếu này thì có thể là cân nhắc quanh cái vùng khoảng là 18, càng gần 18 là càng tốt nha chị. Có thể là về 18.3 anh chị gom một cục cũng được nhưng mà em nghĩ là cứ canh cái mốc đó là về 18 nha chị, cứ càng gần về 18 anh chị mình càng mua nha chị nhé. Và nếu nó có giảm sâu hơn về cái vùng khoảng là 17, 17.5 thì đó cũng là cái vùng mua rất là tốt cho anh chị. Còn SHS thì em nghĩ nó không thể nào mà nó rơi về cái vùng 16.2 được anh chị nha. Thậm chí nó rơi về cái vùng này thì quá đẹp để cho anh chị mua rồi. Bởi vì anh chị mình thấy là bên này có một cái vùng mây xanh khá là dày cộng với hai dao găm đỡ nữa. Đây là một cái vùng hỗ trợ rất là cứng. Đó cho nên em nghĩ là nó về đây thì là cơ hội để cho anh chị mình gom mạnh tay thôi. Nhưng mà em nghĩ là chắc nó không có rơi về đâu anh chị. Tầm là khoảng là 17 cho tới 17.5 là cao lắm rồi nha chị nhá. Thì cứ chia vốn ra dần dần để anh chị mình mua. Rồi, tiếp theo đó là mã cổ phiếu VCI. Thì với cái mã cổ phiếu VCI thì nhịp trước anh chị mình thấy là nó hơi yếu đúng không? Nhịp trước sau khi mà nó phá qua cái vùng hỗ trợ này. Nhưng mà rõ ràng những nhịp sau anh chị mình thấy là sau khi hấp thụ cái lượng cung ở dưới cái đường giao găm này xong, là quanh khoảng là 41.6 thì anh chị mình thấy là nó lại có những nhịp nó break lên anh chị nhé. Cho nên thành ra nhịp tới anh chị dành cho những anh chị nào mình cầm cổ phiếu thì có thể là tiếp tục nắm giữ được. Thậm chí là anh chị có thể là mở mua gia tăng nếu như mà mã cổ phiếu này nó có giảm về lăn quanh khoảng là 41.6 thì anh chị mình có thể là mở mua gia tăng được anh chị nhé. Hoặc là anh chị mình đợi luôn nó vượt cái vùng 43.7 là anh chị mình có thể gia tăng thêm, đánh một cái nhịp lên các cái vùng target bên trên ví dụ như là 46, 47 hoặc xa hơn là các cái vùng bờ bên trên 50
nha chị nhá. Đó là target trong ngắn hạn. Còn trong trung hạn thì rõ ràng anh chị mình thấy là các cái mã khoán nó như nhau nha chị nhá, nó như nhau à. Thì rõ ràng anh chị mình thấy là nó đã vượt các cái vùng giao cam bên trên rồi, bây giờ nó chỉ còn cách cái mốc lịch các cái mốc đỉnh cũ của nó thôi nữa thôi. Ví dụ như là anh chị mình thấy là cái đỉnh cũ của nó loanh quanh khoảng là 59-60 nha chị nhá. Đây là trong xu hướng trung hạn, anh chị mình lưu ý cho em nha chị, trong xu hướng trung hạn. Tại vì sao anh chị? Bởi vì BSI nó cũng đã vượt rồi thì những cái mã cổ phiếu phía sau kiểu gì nó cũng sẽ vượt đi theo nha chị nhá. Thì chú ý giùm em các cái mốc target này trong xu hướng trung hạn để anh chị mình có những cái chiến lược đầu tư phù hợp nha chị. Rồi trở lại về xu hướng ngắn hạn thì rõ ràng với VCI anh chị nào mình muốn mua mới anh chị, ở cái câu chuyện về anh chị mình cầm cổ phiếu thì em có nói rồi, có thể là mở mua gia tăng và cái vùng khoảng 41.6 hoặc là gia tăng theo chiều lên ở cái vùng khoảng là 43.7 để anh chị mình mua đánh những nhịp target bên trên. Còn những anh chị nào mình muốn mua mới anh chị thì cứ chia vốn ra mình mua nha chị. Nếu như mà nó về được khoảng là 42.3 anh chị mình mua giùm em nha chị, hoặc là 42 anh chị mình mua gom thêm một cục nữa, có nghĩa là từ cái vùng 42 cho tới 42.3 anh chị mình chia vốn ra mình gom dần. Và nếu thậm chí như VCI mà nó có về được cái vùng 41.6 anh chị, đó là cơ hội rất tốt để cho anh chị mình mua nha chị nhé. Tại vì bản chất cái đường giao găm này đã là một cái đường hỗ trợ rất là cứng rồi chị, nhưng nhìn phía dưới thì anh chị mình thấy là có nguyên một cái đám mây xanh khá là dày như thế này, cho nên thành ra VCI nó không thể nào nó rơi sâu được nha chị nhé, nó không thể rơi sâu được. Cái lực cầu bên dưới đỡ giá rất là tốt, thành ra nó rơi về bên này là cơ hội để cho nó rơi về cái vùng 41.6, nó là cơ hội rất tốt để cho anh chị mình tham gia nha chị nhé. Đó rồi, thì đó là góc nhìn của em về phân tích kỹ thuật Ichimoku nha chị, trong phân tích kỹ thuật Ichimoku để anh chị mình thấy những cái điểm mua sớm cũng như là những cái điểm mà anh chị chờ mua nếu mà anh chị đánh theo trường phái an toàn nha chị, cũng như là các cái mốc target mà anh chị lưu ý. Còn về cái việc mà so sánh về cái tiềm năng tăng trưởng của nó thì em có nói rồi nha chị nhé. Đó, các cái mã cổ phiếu này đều có những cái mức sinh lời rất là tốt cho năm sau, cho nên anh chị nào mình có cổ phiếu thì cố gắng nắm giữ, và mua mới thì có thể là cân nhắc theo các cái điểm mà em chia sẻ cho anh chị để mình có thể đưa ra những cái chiến lược mua mới cũng như là đầu tư cho nó phù hợp trong năm 2024 với các cái mã cổ phiếu này nha chị nhé. Rồi thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng em Thắng trong cái video ngày hôm nay nha anh chị. Thì đầu năm mới cho em Thắng gửi lời chúc tới toàn thể quý anh chị nhà đầu tư, chúc cho quý anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng và năm mới có thật nhiều may mắn trên cái hành trình đầu tư của mình, và hẹn gặp lại quý anh chị trong những cái video lần sau anh chị nhé. Bye bye.